Elon Musk đang hỗ trợ Ukraine chống Nga. Và giờ Trung Quốc đang lo lắng rằng quân đội Mỹ sẽ sử dụng công nghệ này để chống lại họ. Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Nếu thích Hoa Kỳ chưa tiết lộ, nhớ đảm bảo rằng vẫn còn đăng ký kênh, vì YouTube vẫn đang âm thầm hủy đăng ký của người dùng khỏi kênh. Và vì YouTube cũng không thông báo khi có tập mới. Các bạn nhớ kiểm tra tập mới thường xuyên. Tỷ phú Elon Musk đang phát triển những công nghệ mới, có thể sử dụng trong chiến tranh. Và Ukraine là bãi thử nghiệm hoàn hảo. Nếu công nghệ của Musk có thể thành công trên chiến trường, nghĩ xem chúng ta có thể làm được gì ở những nước phát triển trong thời bình. Tiền tươi bé ơi. Đây đã, chúng ta đang nói về Elon Musk cơ mà. Dogecoin bé ơi. Ví dụ nhé, Starlink, một hệ thống vệ tinh viễn thông do SpaceX của Elon Musk vận hành. Hồi Nga mới xâm nhập Ukraine tháng 2 năm nay, Ukraine đã nhờ Elon Musk giúp đỡ bằng cách cung cấp các trạm Starlink cho Ukraine. Và Elon Musk đã làm. Theo lời Musk, SpaceX đã gửi 15.000 bộ thiết bị kết nối Internet Starlink tới hàng ngàn vệ tinh, bay ở quỹ đạo thấp tới Ukraine. Đây đúng là món hỗ trợ quá quan trọng với Ukraine, vì Nga đã tìm cách hủy hoại và chặn kết nối Internet trong khi xâm lược. Nghĩa là binh sĩ Ukraine sẽ không thể xem phim Moon Knight trên Disney+. Nga đúng là ác thật. Nhưng vì có Starlink ở Ukraine, mạng Internet vẫn thông. Công nghệ này cho phép binh sĩ Ukraine điều phối cuộc phản kháng, cũng như động thái quân sự, như điều drone tấn công xe tăng Nga trên thực địa. Starlink cũng giúp dân thường Ukraine. Họ đã có thể duy trì liên lạc với thế giới và nhận được sự giúp đỡ họ cần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi Starlink vì đã cứu Ukraine khỏi tuyên truyền của Nga. Nhưng lại không cứu được người dân Ukraine khỏi bị rối và thất vọng bởi Moon Knight. Nhưng với công nghệ của Musk nằm trong tay phe bị đánh giá thấp hơn, các chính quyền chuyên chế đang lo lắng, đặc biệt là Trung Quốc. Các nhà khoa học Trung Quốc đang yêu cầu quân đội Trung Quốc làm mọi cách để phá hủy được các vệ tinh Starlink của Elon Musk. Họ cũng đang nghĩ cách để phá hủy toàn bộ hệ thống. Suy cho cùng, chỉ mất vài chục vệ tinh cũng chẳng đáng kể gì với Starlink, vốn phong lên đến cả mấy ngàn cái. Nếu Starlink có giống nhà cung cấp mạng Internet của tôi điểm nào, thì tất cả những gì họ cần làm để khiến mọi thứ ngừng hoạt động là chẳng làm gì hết. Vì Comcast đúng là rác rưởi. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại về Starlink vì họ muốn xâm lược Đài Loan. Và họ không muốn phạm phải sai lầm tương tự như Nga đã mắc ở Ukraine. Đó là lý do sự hỗ trợ Starlink của Elon Musk cho Ukraine đã khiến Trung Quốc phải nghiên cứu kỹ lưỡng quan hệ của Musk với quân đội Mỹ. Tôi đoán chế độ Trung Quốc chưa ăn cắp được công nghệ và làm ra hàng nhái Starlink. Nhưng ở nhiều mặt, Trung Quốc đã đúng khi lo lắng về quan hệ giữa Elon Musk và quân đội Mỹ, và không chỉ vì Starlink. Hóa ra có rất nhiều thứ Elon Musk có thể làm cho quân đội Mỹ. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Những chế độ chuyên chế như Trung Quốc e sợ các công nghệ vũ trụ của Elon Musk. Họ đặc biệt sợ những gì quân đội Mỹ có thể làm với chúng. Công nghệ vệ tinh có rất nhiều tiềm năng, nhưng quân đội Mỹ còn muốn nhiều hơn thế. Họ muốn tìm hiểu phiên bản tên lửa Starship quân sự của SpaceX. Thứ có ích hơn nhiều so với Cybertruck phiên bản quân sự. Bình thường thì nếu muốn chuyển vật tư và người từ một khu vực tới khu vực khác của trái đất thật nhanh, ta sẽ sử dụng loại máy bay như máy bay vận tải C-17. Nhưng những máy bay này có thể mất hàng giờ mới đến được đích. Và những cuộc thử nghiệm dịch chuyển tức thời vẫn chưa được khả quan cho lắm. Theo Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Tim Milburn, trong khoảng 75 năm qua, chúng ta đã bị hạn chế ở độ cao 12 km và tốc độ 965 km/h trong phương pháp hậu cần nhanh nhất. Là không vận. Vậy tại sao không bay nhanh hơn? Nói theo cách của người đã thử nghiệm cột dịch chuyển tức thời thì là phải đi nhanh hơn, phải đi nhanh hơn. Tên lửa có thể giải quyết vấn đề đó. Hồi năm 2020, quân đội Mỹ muốn SpaceX nghiên cứu vận tải vũ trụ tốc độ cao. Mục tiêu là vận chuyển hàng hóa tới bất kỳ đâu trên thế giới trong thời gian không lâu hơn một tiếng đồng hồ.
Điều đó cần vận tốc trung bình khoảng 14.500 km/h. Hoặc một thẻ thành viên Amazon Prime Platinum Plus. Tờ Intercept gần đây đã thu thập được tài liệu thông qua một yêu cầu theo luật tự do thông tin, viết chi tiết quan hệ giữa quân đội Mỹ và SpaceX. Chúng cho thấy Lầu Năm Góc có trong đầu 3 ứng dụng tiềm năng với tên lửa của SpaceX. Hai ứng dụng đầu tiên tập trung vào giao vật tư thật nhanh. Cũng hợp lý vì nếu chiến tranh xảy ra với Trung Quốc, chúng ta sẽ cần đưa vật tư làm sao vừa nhanh vừa ít tốn sức nhất có thể. Đặc biệt tới những đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Và chúng ta không thể dựa vào Amazon để làm thế vì họ chắc chắn thuộc phe Trung Quốc. Ứng dụng thứ ba liên quan tới một dạng vận chuyển khác. Báo cáo này gọi đó là năng lực giao vận trực tiếp nhanh chóng từ Mỹ tới một căn cứ tối thiểu ở châu Phi, có thể cho thấy tính quan trọng cực lớn trong hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao ở châu Phi. Thực chất là giống nhảy flash mob, nhưng là cho chiến tranh. Thật tình thế mà tôi cứ tưởng flash mob đã đủ tệ lắm rồi. Việc này có thể bao gồm sử dụng một lực lượng phản ứng nhanh triển khai từ tên lửa. Nói cách khác, một đơn vị vũ trang được triển khai nhanh thả xuống từ tên lửa. Kiểu như lính Starship Troopers hay Space Marines thả xuống từ trên trời vậy. Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ ngăn chặn một vụ Benghazi khác. Hồi dân quân tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Libya và một căn cứ CIA gần đó hồi 2012. Và quan trọng hơn là ngăn một phiên điều trần Benghazi khác. Thứ khiến ai cũng giận nhưng lại chẳng đạt được gì. Nhưng tôi đoán khiến ai cũng giận nhưng chẳng được gì là mô tả công việc chính của Quốc hội Mỹ. Mặc dù xem tên lửa bay vòng vòng cùng vật tư và nhân lực cũng khá là ngầu, nhưng có vài vấn đề ở đây. Không, không chỉ vấn đề đó. Thứ nhất, những vụ phóng tên lửa này rất đắt đỏ. Elon Musk tự tin nói rằng chi phí phóng tên lửa Starship của SpaceX sẽ giảm xuống dưới 10 triệu đô la trong vòng 2 đến 3 năm tới. Dưới 10 triệu đô trong 2 đến 3 năm tới ư? Thế chi phí hiện nay là bao nhiêu? Nhưng thế vẫn quá cao so với khi dùng máy bay vận tải C-17 bay nửa vòng trái đất. Có thể sẽ cần cả thập kỷ trước khi tên lửa có giá hợp lý hơn, ngay cả với quân đội Mỹ. Một vấn đề lớn khác là việc phóng những tên lửa đó sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao của chúng ta ra sao? Liệu các nước khác có thực sự chấp nhận việc tên lửa quân sự SpaceX từ trên trời rơi xuống lãnh thổ của họ? Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu các nước khác làm chuyện tương tự? Tôi biết mình không muốn thấy tên lửa Canada bay ngang qua Mỹ. Tôi còn chẳng thích ngỗng Canada nữa là, và chúng cũng nguy hiểm với máy bay không kém. Chưa kể những vấn đề pháp lý. Các quy định áp dụng với SpaceX trong trường hợp này hiện khá mập mờ. Ngay cả báo cáo của quân đội Mỹ cũng thừa nhận điều đó. Hiện tại vẫn chưa có sự phân biệt pháp lý rõ ràng giữa hàng không và vũ trụ. Và điểm này ảnh hưởng tới những thứ quan trọng như các quy định và trách nhiệm về an toàn. Chúng ta thậm chí còn chưa biết sẽ gọi nó thế nào. Các nước có không phận riêng, nhưng liệu họ có vũ trụ phận riêng không? Nếu có, thì Trung Quốc sẽ tuyên bố sở hữu cả hệ ngân hà bằng cách bắn chỉ thiên khi muốn ngồi ghế trước. Về lý thì, SpaceX sẽ được chấp nhận làm việc với quân đội Mỹ theo luật quốc tế, miễn là họ không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng các nước khác sẽ phản ứng ra sao nếu họ thấy tên lửa bay với vận tốc lớn hướng về phía họ? Đây không phải là nói quá đâu. Câu trả lời là tệ, rất rất tệ. Kiểu như chúng ta phải cập nhật lại sách lịch sử vậy. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột bất ngờ. Chúng ta đang tiến vào một vùng không gian chưa ai biết. Không, một vùng không gian chưa ai biết. Ai mà biết được quân đội Mỹ cuối cùng sẽ làm gì với SpaceX của Elon Musk? Hãy cùng hy vọng những tên lửa mà họ phóng lên không gây ra thảm họa. Và cửa sổ của chúng cũng chắc chắn hơn của Cybertrucks. Vậy các bạn nghĩ sao? Các bạn có nghĩ quân đội Mỹ nếu phóng tên lửa của Elon Musk để chở vật tư và binh sĩ? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Và chúng tôi không thể làm được chương trình nếu thiếu ủng hộ từ khán giả các bạn. Bạn có thể giúp chúng tôi với chỉ từ $1 cho mỗi tập tại địa chỉ patreon.com/AmericaUncovered hoặc trên nền tảng mạng xã hội phi kiểm duyệt dành riêng cho chúng tôi tại AmericaUncovered.logos.com. Đường dẫn tới cả hai ở dưới đây. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.